cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục bích phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của trung tâm truyền giáo việt nam thực hiện tại vùng bắc virginia kính thưa quý khán thính giả của đài SBTN. Hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Trúc Nương Brown, Hội trưởng Hội Phụ Nữ Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia, là thủ quỹ của Hội Cao Niên Hoa Kỳ, quận Fairfax County. Đồng thời, bà còn là một thành viên xuất sắc của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Bà Trúc Nương Brown là một người con hiếu thảo, hết lòng chăm sóc cha mẹ già. Đặc biệt hơn nữa, bà đã nêu cao tấm gương trung trinh của một người vợ hiền, một mực chung thủy, hết lòng cùng chồng. Chồng của bà, ông David Brown, là một thiếu tá quân đội Hoa Kỳ. Năm 1980, ông bị bại não, không đi đứng được và mất dần ý thức. Bà đã kề cận ngày đêm tận tụy, săn sóc chồng suốt 35 năm cho đến ngày ông mất. Hôm nay, Trung tâm Truyền giáo Việt Nam xin trân trọng giới thiệu bà Trúc Nương Brown có đôi lời tâm tình cùng quý khán thính giả, xin mời bà Trúc Nương Brown. Kính chào cô Minh trước, kính chào quý khán thính giả. Trong thời Xuân Thu, vua Tấn đã cử một viên sứ thần của mình đi thăm nước khác. Trên đường Viên Hà, viên sứ này thấy một người nông dân đang làm việc trên đồng ruộng và một người phụ nữ trẻ mang bữa trưa cho anh ta mặc dù thức ăn rất đạm bạc người phụ nữ trẻ hẳn là vợ người nông dân đã đưa bữa trưa trên khai bằng hai tay cho chồng với một thái độ rất tôn kính và cũng như vậy người nông dân kính cẩn nhận lấy phần ăn trưa của mình và trong khi người chồng dùng bữa người vợ chờ đợi một cách lễ độ viên sứ thần đã rất xúc động với những gì ông nhìn thấy ông bước về phía cặp vợ chồng để nói chuyện với họ khi trở về nước Tấn. Ông đã xin ý kiến Đức Vua và kể cho Ngài câu chuyện về Hỷ Khuyết và vợ anh ta. Thần đã quan sát Hỷ Khuyết và vợ anh ta đối xử với nhau bằng sự tôn trọng tuyệt vời. Như thế, họ là khách của nhau vậy. Ông Tâu lên Đức Vua, Bê Hạ, thần tin rằng sự tôn kính lẫn nhau là biểu hiện tiêu biểu của Đức Hạnh và những người có đạo đức là những người tốt nhất để cai quản việc quốc gia đại sự. Ông đã tiến cử Hỷ khuyết với nhà vua và vua đã làm theo lời khuyên của ông, bổ nhiệm Hỷ khuyết vào chức vụ quan trọng ở nước Tấn. Hỷ khuyết phụng sự nước Tấn với lòng dũng cảm, trí tuệ, có được những công trạng lớn lao và liên tục được thăng chức. Kính thưa quý khán thính giả, Kinh thánh, sách Efecho, đoạn 5, từ câu 22 đến 33 có ghi lại lời của sứ đồ Phaolô về sự tương quan vợ chồng như sau: Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ. Khác nào đấng Chris là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu chúa của Hội Thánh. Ấy vậy, như Hội Thánh phục dưới đấng Chris, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như đấng chris đã yêu hội thánh phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh sau khi lấy được nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển không vết không nhăn không chỉ giống như vậy nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt ngài cùng một thể ấy chồng phải yêu vợ như chính thân mình ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình nhưng nuôi nấng săn sóc nó như đấng Chris đối với hội thánh vì chúng ta là các chi thể của thân ngài vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình hai người cùng nên một thịt sự mậu nhiệm ấy là lớn tôi nói về đấng Chris và hội thánh vậy thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình còn vợ thì phải kính chồng kính thưa quý vị hôn nhân là sự liên kết chặt chẽ và bền vững suốt đời về thể xác tâm trí và tinh thần giữa hai người nam và nữ, quan niệm về hôn nhân của Phaolô trong thế kỷ 21 tại xã hội Hoa Kỳ gần như không thể chấp nhận hay áp dụng được. Tuy nhiên, đây là một quan niệm hôn nhân lý tưởng vì nó được ghi trong kinh thánh. Vì thế, chúng ta cần phải nghiên cứu cẩn thận để hiểu tại sao Chúa dạy chúng ta như vậy để hiểu tường tận quan niệm hôn nhân của Phaolô chúng ta cần hiểu bối cảnh xã hội, văn hóa thời bấy giờ tại Do Thái, Hy Lạp và La Mã. Tại Do Thái bây giờ, phụ nữ bị xem rất thấp trong bức thang giá trị con người. Phụ nữ không có quyền hạn nào cả về mặt pháp luật. Phụ nữ hoàn toàn lệ thuộc vào người đàn ông. Trong xã hội Hy Lạp, demosthen mô tả, chúng ta có kỹ nữ để hưởng lạc thú, có thê thiếp để sống chung hàng ngày, có vợ để có con hợp pháp và có người cai quản trung tính mọi việc trong gia đình. Đàn bà phải sống ẩn dật, không tham dự cuộc sống công cộng, không xuất hiện một mình trên đường phố. Trong xã hội La Mã, dưới thời Phao Lô, hôn nhân là một tệ trạng, người phụ nữ kết hôn để ly dị và ly dị để kết hôn. Nhà thơ Maria nói đến một bà có 10 đời chồng. Juvenal nói đến một phụ nữ đã có 8 chồng trong 10 năm. Jerome tuyên bố ở La Mã có một phụ nữ lập gia đình với chồng thứ 23. Trong đoạn kinh văn này, Paulo kêu gọi một tương giao mới trong đời sống hôn nhân. Họ đem lại một vai trò mới cho người phụ nữ trong hôn nhân. Nhóm chữ chồng là đầu vợ thường bị hiểu lầm. Nó thật ra không có ý nghĩa là điều khiển, kiểm soát, mà là yêu thương. Ông nói đến tình yêu của chồng đối với vợ tình yêu hy sinh như chúa yêu hội thánh và hy sinh cho hội thánh tình yêu tinh khiết như đấng chris đã yêu hội thánh phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển không vết không nhăn không chỉ giống như vậy nhưng thanh sạch không chỗ trách được ở trước mặt ngài tình yêu chăm sóc Chồng yêu vợ như chính thân mình, thật sai lầm khi người chồng xem vợ như người nấu ăn, giặt đồ, quét dọn và nuôi con. Tình yêu không phân cách, không để gia đình hai bên chi phối ảnh hưởng mà tổn hại đến tình nghĩa vợ chồng. Và cuối cùng, mối tương giao vợ chồng là mối tương giao ở trong Chúa. Chúa ngự trị trong gia đình là trọng tài mỗi khi có bất hòa hay tranh chấp. Đó là bổn phận của người chồng trong gia đình. Còn vai trò của người vợ, mời quý vị nghe câu chuyện về lòng tốt của con dâu đã cứu cả gia đình vào thời nhà Thanh, 1644-1911. Về một người đàn ông tên Cố Thành và người con dâu đức hạnh của ông. Cố Thành có một người con trai đã lập gia đình với cô gái trẻ họ Tiền. Một lần khi cô con dâu của Cố Thành về thăm cha mẹ đẻ, một căn bệnh truyền nhiễm đã đột ngột lan tới thị trấn mà Cố Thành sinh sống. Dịch bệnh lây lan nhanh chóng và rộng khắp. Rất nhiều người đã chết. Mọi người rất sợ hãi và thậm chí cả người thân cũng không dám tới thăm nhau vì sợ bị nhiễm bệnh. Thật đáng buồn. Sau tất cả, 6 người con trai và con gái, Cố Thành và vợ ông cũng bị nhiễm bệnh. Khi con dâu của Cố Thành biết được tin này, ngay lập tức cô chuẩn bị trở về nhà chồng để chăm sóc gia đình của chồng mình. Tuy nhiên, cha mẹ cô vì quá yêu thương cô đã cố thuyết phục cô đừng đi, lo sợ cô sẽ bị nhiễm bệnh. Nhưng con gái họ đã trả lời, khi con lấy chồng cũng là lúc con có bổn phận phải phục vụ giúp đỡ cha mẹ chồng và gia đình anh ấy. Bây giờ họ đang trong vòng nguy hiểm của bệnh tật. Nếu con không quay về chăm sóc họ, đó có phải là bất nhân, bất nghĩa không? Cô con dâu của Cố Thành đã nỗ lực hết mức để động viên cha mẹ. Đừng lo lắng quá, cô nhanh chóng quay về quê nhà chồng. Ngay khi cô vừa về tới Kỳ Diệu Thai, tất cả 8 thành viên của gia đình Cố Thành bỗng nhiên hồi phục. Người dân địa phương tin rằng lòng tốt và sự hiếu thảo của cô con dâu trẻ đã lay động được thượng đế ban phước lành cho cả gia đình cô. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn nên chúng tôi phải chấm dứt cuộc nói chuyện tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong lần phát hình lần sau. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ mới an khang thịnh vượng. Đời người tôi quá mau, thân con ta từng ngày. Lời ngài là sức sống, con luôn tin kính mến. Lạy Chúa. Kính thưa quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị đón xem VTV Chủ nhật ngày 9 tháng 6 năm 2019 vào lúc 11 giờ Hoa Thành Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV xin email về vatvnews@gmail.com. Bí phương kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.